quan trọng. Với em chứ. Cách đây bao lâu rồi? Em chọn này, thực hiện em chọn này cùng với ai? Hảo. Hảo này nhà đi nhớ. Có chợ hay có cầu gì không? Có cái cầu hay cái chợ. Khi thực hiện cái vụ chọn này là đi bằng phương tiện gì? Khi chọn Hảo. 40 triệu như chiếc xe. Chiếc xe bao nhiêu? 23 triệu. Cái số vàng với tiền đô với tiền mặt sau khi chọn xong rồi chia cho Hảo. Giờ Hảo như là một mình coi đi xe. Lúc thầy đến chợ lúc đó mấy giờ rồi? Cái giờ nào? Xuống đây mới vô. Ở đây gì chọn? Gì chọn à? Em nhớ gì chọn. Người xuống đây rồi có vô tham gia chọn gì? Như gì chọn? Đi từ trên tóc cậu cái bản gì ngã ba đó anh? Đó là nó mở sao? Bít. Gì bít hả? Bít nó nãy. Đi xuống tới hai cầu em dính hai cầu thôi nó kêu thắng lại. Rồi nó đi nó đợi đứng đi. Hiện nay tình trạng sức khỏe của tôi bình thường, có đủ trợ giúp pháp lý, cử luật sư để luật sư bào chữa cho anh Diêm. Vào khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Cách đây bao lâu rồi? Em chọn này, thực hiện em chọn này cùng với ai? Hảo. Hảo này nhà đi nhớ. Có chợ hay có cầu gì không? Có cái cầu hay cái chợ. Khi thực hiện cái vụ chọn này là đi bằng phương tiện gì? Khi chọn Hảo. 40 triệu như chiếc xe. Chiếc xe bao nhiêu? 23 triệu. Cái số vàng với tiền đô với tiền mặt sau khi chọn xong rồi chia cho Hảo. Giờ Hảo như là một mình coi đi xe. Lúc thầy đến chợ lúc đó mấy giờ rồi? Cái giờ nào? Xuống đây mới vô. Ở đây gì chọn? Gì chọn à? Em nhớ gì chọn. Người xuống đây rồi có vô tham gia chọn gì? Như gì chọn? Đi từ trên tóc cậu cái bản gì ngã ba đó anh? Đó là nó mở sao? Bít. Gì bít hả? Bít nó nãy. Đi xuống tới hai cầu, em dính hai cầu thôi, nó kêu thắng lại. Rồi nó đi, nó đợi đứng đi. Hiện nay tình trạng sức khỏe của tôi bình thường, có đủ trợ giúp pháp lý, cử luật sư để luật sư bào chữa cho anh Diêm. Vào khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2020.